Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình tiếp tục giới thiệu cho người một cái bộ combo của hãng Makita, mà có thể là trong thời gian qua những anh em nào đã xem những video review anh em biết rồi ha, rất là hấp dẫn luôn, giá cực kỳ mềm. Nếu những anh em nào mà mua về đi quay nhà hoặc là đi công trình bắt vít đồ trên cao ha, mình nghĩ đây là một lựa chọn rất là phù hợp và giá rất là rẻ luôn anh em. Một cái bộ combo này, một cái con máy khoan, một con máy bắn vít, hai cục pin, một cái đế sạc, mà một cái túi, tặng cho anh em thêm hai cái đầu vít nữa mà giá chỉ có 2 triệu chín thôi nha. Giá 2 triệu chín thôi, giá rất là rẻ luôn anh em. Nếu như so với anh em mua cái bộ của mấy hôm nay mình có review anh em, cái bộ mà của Incontrovertible ha, thì anh nghĩ chơi cái hãng này, cái bộ này rất là ngon nha, rất là ngon luôn, bởi vì nó là hàng của Makita. Thì cái bộ này có cái mã là CLX224S 224S ha, hai cục pin 12V 1.5A, hàng chính hãng của Makita, bảo hành 6 tháng anh em ha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cho anh em xem. Thì cửa hàng mình về rồi anh em ha, cái dòng này về rồi, hàng đang có sẵn cửa hàng, anh em có thể ghé mua bất kỳ lúc nào ha, ghé xem. Đó, đựng trong một cái túi vải rất là đẹp ha, túi này đẹp đó. Ok ha, thì sắp tới mình sẽ có những cái sản phẩm Makita giới thiệu cho anh em ha, từ từ anh em xem. Thì mình thì chuyên bán hàng chính hãng thôi anh em ha, chứ không có xài bán những cái thương hiệu gì ngoài hết, chỉ theo hãng bán chính hãng và làm thôi, xét nhận sử dụng và thẻ bảo hành. Cái hãng Makita này anh em, cái máy khoan và máy vít của nó không có thể hiện cái lực xoắn và cái Newton ở đây ha. Nó có một cái điều giống vậy, mình kiếm hoài mà không thấy cái thông số về cái lực xoắn nằm ở đâu. Ví dụ như cái con máy bắn vít này nè anh em, hay nó chỉ thể hiện là cái tốc độ quay vòng rồi bắn vào những con vít thôi, chứ nó không có thể hiện là cái Newton ở trên đây ha. Đó thì mình cũng không có biết nó là bao nhiêu Newton để nói cho anh em hết ạ. Kể cả cái con máy máy khoan này, máy khoan cũng không có thể hiện cái lực xoắn nữa. Thì mình nghĩ cái tốc độ quay cái này, cái ưu thế là tốc độ rất là nhanh, 1.700 vòng một phút anh em nha, tốc độ 1.700 vòng một phút ha, rất là mạnh luôn. Hãng trang bị chúng ta tăng hai cái đầu vít ha, một cái đầu vít như thế này nè ha, đầu vít này bền gấp 20 lần đầu vít thông thường ha. Và đâu cái nữa rồi, đây đây cái này nữa ha, nó sẽ tặng hai cái này cho chúng ta đây anh em, rất là khá là xịn luôn. Mũi xoắn nha, đầu xoắn, cái dòng mà to xanh xoắn thế hệ mới nè của hãng ha, một mũi bằng 20 mũi vít thường, thì nó tặng ta là hai cái giống vậy. Xuất xứ là của Nhật Bản, xuất xứ Nhật Bản là cái đầu cái vít này thôi nha, còn cái máy mình thì nó sản xuất tại Trung Quốc đó. Thì bây giờ mình sẽ khui cho anh em xem cái một cái này, mình sẽ đi từ từ anh em ha, không có gì vội vã hết. Đây đây ha, ồ khá là xịn luôn anh em. Cái này thì cái đầu vít này không phải BH2, đầu BH2 trong xíu gì ta, wow, thiết kế BH2 này anh em thấy không, thiết kế BH2 mà cái đầu nó nhỏ nhỏ thế này nè. Này mới à, một cái chất liệu thép rất là xịn ha, anh em cầm thấy BH2 nha, khá là xịn luôn. Đây, và nó thiết kế nó cho một cái bản hướng dẫn bằng tiếng Việt luôn anh em ha, nó rất là rõ ràng và chi tiết. Ở đây sử dụng với lực siết và hiệu cứng cao nè. Nói chung là cái phụ kiện này tặng là hàng xịn đó, khá là ngon. Nói chung mua bộ này anh em được lời ha, nhiều thứ, vừa phụ kiện mà vừa máy, mình nghĩ với giá 2.9 là khá hợp lý để anh em mua ha. Rồi thì máy trang bị chúng ta là một cái máy bắn vít như thế này, dòng này dòng có thang anh em á, cả hai dòng đều có thang hết. Một cái máy khoan rồi ha, một cái đế sạc, đây cái đế sạc khá là xịn của Makita luôn, ở đây anh em nha. Đế sạc này thì nó đặc biệt, cái dòng này anh em biết sạc bao nhiêu A không, rất là cao, cái dòng này nó sạc tới 5A luôn, nên mình nghĩ sạc cái cục pin này đâu đó tầm khoảng nửa tiếng hơn là đầy mất tiêu rồi, nên anh em thoải mái mà xài. Cái dòng ra là 10,8V ha, tương đương với là 12V max đó, 5A, dòng sạc khá là quá xịn cái dòng này ha. Mình nghĩ cái dòng này cái hãng cũng không cần phải trang bị tới cục sạc 5A đâu anh em, 5A là nó xài dư rồi. Tất cả những cái dòng pin Makita mà 12V anh em vô đây là sạc ngon lành hết, không cần phải đổi ha. Đó, nó sạc tới pin xịn hơn nữa. Trang bị thêm một cái dây đeo ha, một cái hộp như thế này, cái hộp khá là xịn nữa nè nha. Đó, thì tại sao mình nói anh em cái bộ này nên đầu tư cho nào. Thứ nhất là nó nhỏ gọn ha, tốc độ nó nhanh. Cái tốc độ của con máy vít này nó nhanh tới 2.600 vòng một phút, nó
gần gần như là cái con tám cái con mà 809 của hãng Dewar, con 89 thì nó 2008, con này thì 2006 anh em ha. Đó 12V đó. Đây. Còn cái máy khoan này cái tốc độ của nó là nó quay tới 1700. 1700 thì tốc độ nó sẽ nhanh anh em ha, nhanh. Đó. Thì tốc độ số 1 nè, anh em để vị trí số 1 á, là từ 0 đến 400 vòng một phút, số 2 á, từ 0 đến 1700 vòng một phút. À, máy khoan này có mã là DF333D đó. Sản xuất tại Trung Quốc ha, hàng chính hãng của Makita thì có những cái tem nằm ở đây anh em ha. Đó như mình nói thì mình chỉ làm chính hãng thôi. Anh em ha, nó sẽ có là 10 nó có là 20 cấp trượt đây. 20 cấp trượt và một cấp khoan. Đó. Cấp khoan thì nó cách xa cấp trượt một đoạn anh em ha, đoạn như thế này. Qua đây cấp khoan nè. Đó anh em ha, đó. Chi tiết xay rất là êm nhẹ luôn, ngay cầm rất đã. À, rất đã đó. Mình rất thích ở chỗ này về cái tốc độ. Nếu mà nó so về mấy dòng 12V mà nó nhỏ như vậy, tốc độ tới 1700 là nó rất là nhanh nha. Bình thường người ta nó chỉ đâu đó 1500 là nhanh rồi. À, con này tới 1700 luôn. À, thì mình nghĩ một cặp này có giá 2 triệu 9 thì nó khá là hợp lý. À, còn pin á, thì thiết kế nhỏ vậy 1.5 a. Hình như anh em nào đi qua nhà mình nghĩ xài rất là ngon anh em á. Đó, 1.5A 12V max 17W giờ. Cái pin này sản xuất ở Trung Quốc anh em ha, tất cả là xuất Trung Quốc hết. Đó. Hàng chính hãng mà người ta ha, rất là đã. Ok, out là 10 10 ly ha. Đó, 10 mm. Ngon. Nói chung là cặp này là ngon. Rồi, cái con bắn vít này. Đó, cái hai này thì mình không nắm lực xoắn nó anh em. Nhưng mà nói chung thì nhỏ gọn, chúng ta leo trèo trên cao, chúng ta khoan vô tường. Anh em dùng những cái mũ bắt vít của Unica chưa lục giác anh em bỏ vô ha, đi bắn vít không tắc kê là ngon luôn ha, được cái nhỏ gọn mang vác trên cao, cả hai con đều nó có cái móc keo như thế này của Makita ha, rồi những cái đường cao su này rất là xịn ấy. Anh em cầm vô rất là chắc, cầm vô kỳ chắc luôn. Đây nè, cao su này cũng vậy nè, mềm đó, khá là xịn ha. Anh em có làm rớt chăng nữa nó cũng độ đàn hồi rất là cao ha, nó không ảnh hưởng tới bên trong đó. Cả hai này đều động cơ có than anh em, tầm tiền mà dưới 3 triệu thì mình nghĩ con này nó rất là hợp lý ha. Cái đầu vít khá xịn, anh em rút ra ha, à, dở lên. À, này là chuẩn dài nha, bắn vít là chuẩn dài, anh em nói chung là phù hợp với thị trường ở Việt Nam mình. Hàng chính hãng mà cái ta thì nó có cái tem ở đây anh em ha. Đó. Rồi, khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi khoan thử và mình bắn vít thử coi cái tốc độ nó như thế nào anh em chờ một chút nha. Rồi tiếp này ha, giờ mình sẽ thử chức năng bắn vít của con này ha. Thì đây là cái miếng gỗ khá là cứng nè, hôm trước mình thử cái con kia nó bị gãy luôn em, giờ mình thử lại cái con này ha. Đó, thử và khoan cho anh em xem. Đây, rất là cứng ha, cứng cực kỳ luôn. Rồi, hết vô luôn ha. Mình sẽ thử chức năng khoan bắn tôn. Ok, à, cái dòng này ở đây thì mình thấy trên cục pin Makita anh em, đây nó không có thể hiện cái pin cho đây ha. Đó, nó không có thể hiện cái mức pin. À, mình đi kiếm dòng không thấy ha. Ok, nói chung hết thì anh em sạc thôi, và những cái dòng mới khui hộp ra thì pin nó không có đầy anh em nha. Bán còn nữa cho anh em xem. Ok, nói chung cái dòng này thì nó phù hợp với, nó sẽ không có mạnh như, nó không tới mạnh như những cái con mà như vừa rồi mình thấy cái con mà Inco mà loại bắn vít anh em 2V á, nó sẽ không có mạnh bằng nha anh em á, con kia thì nó mạnh hơn đó. Như là cục các lát pin này nó gần hết rồi ha, mình thấy cái tốc độ nó hơi chậm một chút.
Còn về khoan á, thì để mình sẽ thử cái mũi khoan gỗ cho anh em xem nha. Chuyển sang chế độ khoan anh em. Rồi. Ok ha. Thì những cái dòng này thì mình nghĩ nó phù hợp với những em làm công việc nó hơi nhẹn chút ha. Chứ nếu mà ép đi bắn ton thì mình nghĩ con này nó sẽ không có phù hợp. Ví dụ như những con này mà chuyên đi bắn ton thì anh em không không nên ha. Những cái bộ combo này nó phù hợp với những công việc trên cao, nó hơi nhẹ hơn một chút. Khoan bắn vít. Rồi đó thì ok ha. Chứ để mà chúng ta đem đi bắn ton thì nó sẽ không có phù hợp nha anh em. Đó. Đó. Rồi ok, bộ này cửa hàng đang bán là giá là 2.900.000, chưa bao gồm phí ship nha anh em. Giá tại cửa hàng đang có hàng sẵn luôn. Anh em có nhu cầu thì có thể ghé cửa hàng mình mua. Những cái này về chúng ta đi mở ốc vít hoặc là những cái công việc như ở trong mở đồ nhựa xe máy, hoặc là những ốc vít, hoặc là chúng ta đi ráp kệ, hoặc nó làm gì đó. Rất là phù hợp luôn ha. Anh em nào đi qua ở nhà thì nên trang bị một cặp như thế này. Khá là xịn, từ Makita nha. Rồi, hàng có sẵn, anh em nhu cầu thì ghé cửa hàng mình mua. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.